Bắt đúng không? Nguyễn Xuân. Mở mở mic lên, mở mic lên. Rồi, mọi người nghe rõ tiếng chưa? Rồi, anh nghe đó. Rồi, hôm nay thì em đại diện cho nhóm 4 trình bày về cái lâm sàng về bệnh histrion. Thì cái bệnh này thì cũng đã được hai nhóm trước đã trình bày rồi. Hôm nay thì em chỉ cập nhật thêm những cái tình hình mới về những diễn biến mới và những thắc mắc của mình về cái case lâm sàng này. Đầu tiên của em trình bày về định nghĩa bệnh histrion, nghĩa là còn gọi là bệnh dạng Hirschsprung, to tại được rồi. Nè nè nghe nè, nó histrion. là em đọc theo tiếng Việt đó là Hirschsprung, hoặc là Dạ. tiếng tiếng Anh đó, mà muốn đọc cho người 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 nói tiếng Anh hiểu đó là bệnh này đọc đúng theo cái gốc nó là Hirschsprung nha. Còn nếu Dạ, như em tại đọc cho từ em Việt nghe Nam là nhiều. Hirschsprung. Dạ, tại em nghe nhiều người nước ngoài đọc là his run Qua là Hirschsprung, anh. Hirschsprung Dạ. nha. Husband, dạ. Còn gọi là bệnh giãn to đại tràng bẩm sinh hay là giãn to đại tràng vô hạch, hoặc là có thêm một cái định nghĩa khác, đó là bệnh này là một bệnh là một dị tật bẩm sinh bao gồm không có sự tồn tại của các tế bào thần kinh, do đó nó làm mất khả năng phân bố thần kinh ở ruột dưới, thường giới hạn ở đại tràng, dẫn đến tắc một phần và toàn bộ về mặt chức năng. Thì chúng ta có thể thấy trên ảnh đó là giữa một cái đại tràng bình thường và một cái đoạn đại tràng bị bệnh của một bé bị bệnh Hirschsprung. Tiếp theo là em sẽ đi qua một chút về lịch sử. Chúng ta sẽ thấy một cái timeline rất là dài về cái về lịch sử từ phát hiện bệnh cho tới phát minh ra các cái đến từ từ phát triển về tư duy trong cách tiếp cận bệnh nhân về bệnh Hirschsprung. Nè, Thì em cái sẽ này trình bắt bày lấy ở ngắn đâu? gọn cái timeline này. Cái này bắt lấy ở Dạ. đâu? Này bắt lấy ở đâu vậy? Dạ, em tìm trên mấy cái tài liệu nước ngoài thì em lấy được cái timeline này anh. Cái này là trong cái chuyên đề của anh, cái chuyên đề của sinh của anh cũng có cái timeline này. Dạ. Rồi rồi, khoan khoan, để đây tí xíu đi. Dạ. Các bạn thấy trên cái timeline này nè, các bạn thấy là cái lịch sử của nó phát triển, nó cái bệnh này á, nó dài dài từ năm 1961 ha, thật ra tới bây giờ là không 2023 24 rồi, còn rất là nhiều cái tiến bộ nữa. Các bạn thấy không? Từ khi phát hiện ra, được chưa? Cho đến khi mà nó khoảng 2003 người ta tìm cái AIT này nè, AIT này là gen á ha, những cái đột biến gen. Thì các bạn thấy là từ phát hiện ra tới giải phẫu, biết được cái mô bệnh học, rồi bắt đầu là có sinh thiết hút, rồi sinh thiết trực tràng, rồi phương pháp mổ ha, phương pháp mổ dần dần nó sẽ có những cái phương pháp mổ nó ra đời. Thì các bạn thấy trên cái sơ đồ này, các bạn sẽ nhận định một cái chuyện là cái bệnh Hirschsprung này nè ha, là Hirschsprung này nè, là nó phát triển, nó đã được biết từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là để điều trị tốt cho bệnh nhi á, thì người ta vẫn còn phải có những cái mà người ta phải phải cải tiến, và đặc biệt đó là về mặt phẫu thuật và những cái sinh bệnh học của nó cũng chưa có phải là được rõ ràng lắm đâu nha bác. Chứ tới bây giờ những cái vấn đề liên quan tới bệnh Hirschsprung, một số cái người ta vẫn chưa biết nha. Giống như một cái khúc khúc mắc mà thường nhất là những cái viêm ruột ở bệnh nhi Hirschsprung sau khi mổ triệt để rồi, nhưng mà vẫn 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 xuất hiện viêm ruột ha. Bệnh Hirschsprung tới bây giờ vẫn còn là một cái câu câu hỏi ở những cái khúc mắc, ở những cái góc ngách nha, chứ chưa có hiểu rõ hết hoàn toàn đâu. Rồi, cảm ơn các bạn. Qua đi bạn. Dạ, thì em sẽ tóm tắt lại một số mốc lịch sử chính. Đó là báo cáo đầu tiên về bệnh Hirschsprung thì có từ năm 1691, được một nhà giải phẫu học người Hà Lan tên là Friedrich Reich mô tả như một hiện tượng giãn nở đại tràng cực độ. Và tuy nhiên thì căn bệnh này được đặt tên theo một cái nhà khoa học Hirschsprung người Đan Mạch, là chính là người trình bày đầu tiên về mô tả toàn diện về lịch sử lâm sàng của hai trẻ sơ sinh bị táo bón gây tử vong tại Hiệp hội Nhi khoa Berlin năm 1886. Vào đến năm 1949 thì một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ gốc Thụy Điển tên là Ove Svensson đã chứng minh không có nhu động ở đại tràng sigma, và từ đó đã thiết lập nên cái cơ chế bệnh sinh và đưa ra các chiến lược phẫu thuật. Đây là ảnh của các cái nhà khoa học. Chúng ta sẽ nói rõ một chút về quan điểm về bệnh. Thì vào thời của Hirschsprung
thì quan điểm về bệnh của ông của thời đó đó là người ta cho rằng là cái đoạn đại tràng phình chính là cái đoạn bệnh lý, nên là các phẫu thuật viên đã quyết định là cắt bỏ cái đoạn phình rồi nối cái phần trực tràng phía dưới và cái đoạn đại tràng phía trên với nhau. Và khi mà họ thực hiện rất là nhiều ca phẫu thuật như thế, và họ đã phát hiện ra một cái kết quả rất là đáng buồn, đó là tình trạng của bệnh nhân không hề có sự cải thiện, mà ngược lại thì bệnh nhân còn có thể bị tái phát bệnh trở lại, hoặc là có nhiều bệnh nhi có thể phải mang hậu môn nhân tạo bệnh viện. Vào đến năm 1984 thì một trang sử mới trong điều trị bệnh Hirschsprung được mở ra nhờ các công trình nghiên cứu của về giải phẫu bệnh, đó là người ta đã tìm ra rằng đó là cái đoạn trực tràng bị thu nhỏ trước kia người ta từng cho là bình thường là chính là thủ phạm gây nên bệnh, còn cái đoạn đại tràng sigma bị giãn to ở bên trên chỉ là do hậu quả của cái đoạn vô hạch ở bên dưới mà thôi. Và em đi ra qua một chút đó là về dịch tễ học, thì bệnh này là nguyên nhân hàng đầu của tắc ruột sơ sinh, chiếm 33 đến 60% các trường hợp. Tần suất bệnh thì cũng khá hiếm, chiếm từ 1/4.000 đến 1/5.000 đối với trẻ sinh ra sống. Tỷ lệ nam nữ là từ 5 phần 1, và nữ thường có đoạn vô hạch nhiều hơn nam. Trong đó là thể vô hạch đoạn ngắn là chiếm 80% là đa số, thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh đủ tháng, hầu hết được chẩn đoán ngay từ tháng đầu tiên đối với 90% số trẻ, và khoảng một số ít khoảng 5% được phát hiện muộn khi trẻ đã lớn hoặc là trẻ đã trưởng thành. Đi qua một chút về giải phẫu về sinh lý bệnh, đó là bệnh Hirschsprung là một dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, cụ thể là sự thiếu hụt của các tế bào hạch thần kinh, như là đã nhắc trong cái phần khái niệm. Trong hạch thần kinh đóng vai trò thiết yếu trong việc điều khiển nhu động ruột, đảm bảo sự di chuyển của phân. Khi thiếu hụt hạch thì chức năng nhu động bị gián đoạn, dẫn đến ứ động phân và các triệu chứng đi kèm mà chúng ta sẽ đề cập trong phần lâm sàng. Tiếp theo đó là về nguyên nhân gây bệnh, đó là nguyên nhân chính đó là do thiếu các hạch phó giao cảm, nên các luồng thần kinh kích thích của phó giao cảm bị cắt đứt và dẫn đến là cái đoạn đại tràng bệnh lý bị mất nhu động và ngày càng teo nhỏ lại. Còn đoạn đại tràng bên trên thì do hậu quả tắc ở bên dưới nên sẽ cố gắng co bóp và ngày càng giãn to ra, và dẫn đến là đến đến khi mà bệnh nhi đến muộn, đại tràng sẽ giãn và gần như toàn bộ tạo thành như bệnh lý phình đại tràng, hay tiếng Anh gọi là mega megacolon, thường gặp trên lâm sàng. Về các yếu tố nguy cơ thì ở em đọc qua một số nghiên cứu, nó là các yếu tố nguy cơ có thể tóm gọn đó là thứ nhất là do xu hướng di truyền trong gia đình, đó là nếu mà một thành viên thân thiết trong gia đình chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em được chẩn đoán đã từng mắc bệnh này thì những người trong gia đình cũng có nguy cơ, những đứa trẻ sau này cũng có nguy cơ mắc bệnh cũng tăng lên. Theo một số nghiên cứu thì người ta đã nghiên cứu mới vào năm khoảng năm 1990 thì cái bệnh Hirschsprung này đã phát hiện dựa trên những người bị bất thường ở phần nhịp sắc thở số 10, chiếm tỷ lệ khá là cao mắc bệnh này. Thứ hai đó là nam giới thường bị ảnh hưởng bởi bệnh nhiều hơn nữ giới. Thứ ba đó là một số tình trạng và hội chứng di truyền nhất định cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh Hirschsprung. Đi qua một chút về phần phôi thai học, thì về sự phát triển của ruột già chúng ta sẽ có các giai đoạn bao gồm tuần thứ tư đến tuần thứ sáu là ống tiêu hóa nguyên thủy được hình thành, tuần thứ năm là ống tiêu hóa được chia thành ba phần, trước ruột, ruột giữa và sau ruột, tuần thứ sáu thứ bảy bao gồm nụ mầm ruột già xuất hiện từ sau ruột, tuần thứ 8 đến 10 là nụ mầm ruột già phát triển thành ruột già bao gồm manh tràng, đại tràng và trực tràng, tuần thứ 12 là các tế bào tiền thân hạch thần kinh ruột bắt đầu di chuyển từ ruột non đến ruột già, và đến tuần thứ 20 đó là quá trình di chuyển của các tế bào tiền thân và hạch thần kinh ruột hoàn tất. Và chúng ta từ cái phần phôi thai học chúng ta sẽ bắt đầu đi đến về bệnh cảnh lâm sàng, đó là bệnh bệnh cảnh này vì cái nguyên nhân bệnh sinh là do đoạn vô hạch, nên là cái bệnh cảnh lâm sàng này tùy thuộc vào chiều dài của đoạn vô hạch. Chúng ta sẽ có một vài triệu chứng chẳng hạn như là chúng ta khám được để nghi ngờ về bệnh Hirschsprung, chẳng hạn như là tổng trạng, trẻ bị suy dinh dưỡng, sinh sao gầy ốm, và các triệu chứng sớm như là có thể phát hiện tắc ruột, bán tắc ruột sơ sinh.
triệu chứng tiếp theo rất phổ biến đó là rối loạn đi tiêu, là dấu hiệu đầu tiên chậm tiêu phân su khoảng lớn hơn 24 giờ, sau đó là táo bón, trường diễn, trướng bụng chiếm khoảng 82%, là đầu tiên là kèm rồi từ từ tăng dần rồi gây giới hạn hoạt động của cơ hoành. Tiếp theo là triệu chứng nôn ói chiếm đến 70%, là trẻ thường nôn ra dịch xanh và trẻ lớn ít xảy ra. Về khám thực thể thì bệnh này có thể phát hiện đó là bụng chướng, gõ vang, có thể có tăng nhu động ruột, có thể có dấu hiệu rắn bò ở trẻ sơ sinh. Đối với trẻ lớn có thể sờ được khối u phân, và khi thăm trực tràng thì có bóng trực tràng rỗng, có tăng trương lực cơ. Khi rút tay ra có thể có dấu hiệu tháo cống. Thì cái nhắc đến dấu hiệu tháo cống đó là khi mà chúng ta kích thích ở vùng hậu môn á, thì chúng ta sẽ kích thích vào vùng hậu môn, chúng ta sẽ vô tình chúng ta sẽ mở cái chống, thì nó giống như là chúng ta đang mở tắt cái nút cống á, thì khi đó là phân sẽ đi ra rất là nhiều, nên người ta mới gọi đó là dấu hiệu tháo cống. Về các thận ngừng lại chỗ này đi Bách. Cái chỗ mà dấu hiệu tháo cống, các bạn nghe Bách trình bày các bạn hiểu không? Thì thực ra nó tháo cống thì giống như Bách nói vậy đó, nhưng mà anh bổ sung thêm tí xíu, tức là người ta nói những cái bệnh nhi mà heartburn mà nó có dấu hiệu tháo cống á, thì hoặc là các bạn thăm ngón tay á, thăm hậu môn bằng ngón tay á, nó gọi là digital examination á, thăm hậu môn bằng ngón tay, hoặc là các bạn dùng cái sông trực tràng. Khi các bạn thăm hậu môn bằng ngón tay hoặc là dùng cái sông trực tràng á, các bạn đặt vào, khi mà nó qua được cái đoạn vô hạch rồi, thì cái từ tháo cống các bạn tưởng tượng nó, thì tháo cống có nghĩa là sao? Về mặt số lượng và màu sắc của nó. Tức là khi các bạn đặt vô, qua khỏi cái đoạn vô hạch rồi, thì một cái lượng phân rất là lớn nó sẽ trào ra. Cái lượng phân lớn nó trào ra và cái màu nó sẽ sậm màu và cái mùi nó sẽ rất là hôi. Thường nhất là ở những các bạn mà vô bệnh heartburn mà vô mấy cái đợt viêm ruột á, là các bạn sẽ thấy dấu hiệu rất là rõ. Và đa phần dấu hiệu tháo cống nó sẽ nằm ở những cái bệnh nhi mà đoạn vô hạch nó ăn ngắn hoặc là mức độ trung bình thôi, chứ vô hạch đoạn dài là các bạn hiếm khi nào các bạn thấy dấu hiệu tháo cống như đó. Được chưa? Hiếm khi nào thấy dấu hiệu tháo cống, đa phần là đoạn ngắn và đoạn trung bình thôi, chứ đoạn dài là cực kỳ hiếm dấu hiệu tháo cống. Và thêm cái nữa là khi các bạn đặt vô xong rồi phân nó trào ra rồi, là cái bụng của bệnh nhi nó xẹp xuống luôn rồi. Và đây là một trong những dấu hiệu rất là thực thể, rất là trung thành với cái bệnh hình xung. Khoảng 90% bệnh heartburn này có cái dấu hiệu tháo cống này. Được chưa? Đặt thấy dấu hiệu tháo cống là các bạn đặt cái dấu chấm hỏi là bệnh này có phải là bệnh hình xung hay là không. Được chưa? Rồi tiếp đi Bách. Dạ. Tiếp theo là em trình bày về cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán, thì em sẽ trình bày 5 cận lâm sàng bao gồm là ít quang bụng không chuẩn bị chụp đại tràng cảm quang, đo áp lực hậu môn trực tràng, sinh thiết trực tràng. Em không có định trình bày về cái định lượng men này vì định lượng men này thường là nó không có đặc hiệu trong cái bệnh này, nó ít có ý nghĩa nên em đúng rồi. Tạm để em cũng không có định trình bày, tạm để em quên xóa. Thứ nhất đó là về ít quang bụng không chuẩn bị, thì đặc trưng của hình ảnh đó là hình ảnh tắc ruột thấp, nghĩa là các qua ruột giãn hơi rõ rệt nhất ở vùng đại tràng sigma, ở vùng đại tràng trái hoặc là đại tràng ngang, kèm vắng hơi ở vùng tiểu khung, vòng hoành uốn cong, thì ở trẻ sơ sinh khó phân biệt giữa ruột non và ruột già, ở trẻ lớn có hình ảnh u phân lấm tấm ở hố chậu. Tiếp theo là về chụp đại tràng cảm quang, thì chụp đại tràng có cảm quang là xét nghiệm cơ bản giúp chẩn đoán xác định. Tuy nhiên thì xét nghiệm này lại không có giá trị chẩn đoán trong trường hợp vô hạch ở toàn bộ đại tràng, vô hạch cực ngắn hoặc là trên những bệnh nhi đã được làm hậu môn nhân tạo thì sẽ không có giá trị. Tiếp theo đó là đặc điểm của bệnh heartburn, đó là chúng ta sẽ làm được những cái có những cái đặc điểm bao gồm đó là sự chênh lệch khẩu kính giữa đoạn bệnh và đoạn giãn. Cái chỉ số RSI là chỉ số giữa rectal to sigmoid, nghĩa là cái tỷ số giữa đường kính của trực tràng và đường kính của đại tràng, của vùng đường kính của đại tràng sigma thường của một người bình thường là nó phải lớn hơn 1,
Còn nếu mà chỉ số này bé hơn 1 thì chúng ta có thể nghi ngờ đến bệnh Hirschsprung. Thứ hai đó là đoạn vô hạch có vẻ cứng đờ và nhẵn hơn. Ba là đoạn chi tiết giãn phễu. Cuối cùng là đoạn ruột bình thường giãn to có thể thấy ứ đặng phân. Theo là một cái cận lâm sàng nữa là đo áp lực hậu môn trực tràng. Thì nguyên tắc là không có phản xạ ức chế hậu môn trực tràng trong đoạn vô hạch được, và phản xạ ức chế hậu môn trực tràng được được định nghĩa là phản xạ của cơ thắt trong khi trực tràng căng lên. Lúc bình thường thì cơ thắt trong sẽ co thắt khi bóng trực tràng căng và cơ thắt trong sẽ giãn ra lập tức và thoáng qua. Ở bệnh Hirschsprung thì cơ thắt co thắt liên tục, trương lực cơ không thay đổi áp lực trong bóng trực tràng căng. Rồi rồi, khoan, ngược lại tí xíu. Sẵn đây anh hỏi luôn. Thứ nhất là các bạn thấy là một trong những cái cận lâm sàng mà giúp cho các bạn chẩn đoán bệnh Hirschsprung á, là đầu tiên nghi ngờ, đặt cái dấu hỏi chẩn đoán đó là gì? Bệnh này có phải bệnh Hirschsprung hay là không? Thì các bạn nhớ ha, theo một cái nguyên tắc từ đầu giờ Bách trình bày cũng khá là tốt á. Thì một nguyên tắc khi một cái em bé nó sanh ra mà rơi vào cái tình huống là tắc ruột thấp, hoặc là ở một cái đứa gì ở một cái đứa lớn ở trẻ lớn mà nó vô cái tình huống là táo bón hoặc là cái bụng trướng kéo dài, được chưa, thì phải đặt lại cái câu hỏi là à, bệnh nhi này có đi cầu phân su như thế nào. Thường bệnh nhi mà bệnh lý Hirschsprung này sẽ có biểu hiện gì là chậm đi cầu phân su hoặc là không đi cầu phân su trong vòng 24 giờ sau khi sanh, được chưa. Khi có những trẻ mà nó có những cái dấu hiệu đó hoặc là táo bón kéo dài và kèm theo dấu hiệu chậm đi cầu phân su nữa, thì cận lâm sàng đầu tiên giúp các bạn chẩn đoán là X quang đại tràng. Thì các bạn dùng cái từ X quang đại tràng là người ta ngầm hiểu là X quang đại tràng cản quang à, khỏi cần phải để chữ cản quang trong đó à, X quang đại tràng là người ta ngầm hiểu rồi, các bạn chụp X quang đại tràng cản quang. Thì X quang đại tràng cản quang nó sẽ có dấu hiệu gì, là một cái đoạn ruột nó sẽ đờ ra, tức là cái đoạn ruột nó không có hạch á, nó sẽ đờ ra và cái đoạn phía trên của nó sẽ giãn, và giữa cái đoạn giãn và đoạn hẹp nó sẽ có cái vùng gọi là vùng chuyển tiếp. Thì cái vùng chuyển tiếp nó sao, nó dạng như hình cái phễu á, tức là các bạn thấy là nó giống ở phía trên nó sẽ rất là bự, đúng rồi, đây nè, à, chỗ mũi tên đỏ đó các bạn thấy là bự nè, và sau đó nhỏ, thì nó giống như các bạn ở miền Nam ta gọi là cái quặng á ha, cái phễu á, được chưa. À, và hình ảnh này là hình ảnh rất là đặc trưng, có những trường hợp này có hình ảnh này nó sẽ rất là đặc trưng. Và hồi nãy Bách nói là nếu như nó có những trường hợp mà nó không có giá trị, tức là gì, vô hạch đoạn dài và vô hạch toàn bộ khung đại tràng, thì này anh sẽ chỉnh lại tí xíu. Thường đối với X quang đại tràng cản quang nó sẽ không có giá trị á, được gọi là không có giá trị chẩn đoán lắm á. Trong trường hợp gì, X quang mà nó vô hạch toàn bộ khung đại tràng thì gần như là rất khó chẩn đoán bằng phía X quang đại tràng. Lý do nguyên khung đại tràng nó đờ ra trơn, chỗ nào các bạn thấy cũng nhỏ hết, chỗ nào nó đường kính nó cũng đều đều như nhau chứ, cho nên rất khó để thấy đoạn giãn và đoạn hẹp. Trường hợp đó thì X quang đại tràng cản quang rất khó để chẩn đoán. Tuy nhiên trong trường hợp đó, nếu X quang nếu mà nó vô hạch toàn bộ khung đại tràng thì em bé nó sẽ rơi vào cái bệnh cảnh gì, Bách biết không? Nếu như lỡ như mà nó rơi vào cái tình huống là một em bé mà nó vô hạch toàn bộ khung đại tràng luôn thì nó sẽ rơi vào bệnh cảnh gì? Dạ, em nghĩ có thể là ung thư. Không, nó sẽ là tắc, nó sẽ một em bé nó sanh ra mà nó lỡ như mà nó vô hạch toàn bộ khung đại tràng, nó sẽ rơi vào cái bệnh cảnh rất rõ, nó là tắc ruột sơ sinh, tắc ruột thấp sơ sinh, rất là nó sẽ rơi vào cái tình huống đó là gì, không đi cầu luôn, bụng trướng luôn, học đi sanh và bụng trướng là kiểu là trướng toàn thể luôn. Và các bạn chụp cái phim bụng bụng không chuẩn bị đó, cái phim bụng không chuẩn bị, các bạn sẽ thấy là ruột non nó sẽ giãn rất là to, nha, ruột non giãn rất là to và gần như các bạn sẽ không thấy được cái hơi ở vùng chậu. Ha, không thấy được cái hơi ở vùng chậu đâu hết. Bách có cái phim mà X-quang KUB không? Cái phim bụng không chuẩn bị á, có không? Có trên slide này không? Nãy anh liếc ngang thì không thấy. Phim bụng không chuẩn bị á. Dạ, đây đây, ở đây Ừ. luôn. Nè, Bách chỉ cho anh cái chỗ vùng chậu đi. Cái vùng chậu á, cái khung cái vùng chậu á, xuống xuống thấp á. Ta gọi là hơi vùng thấp á. Hơi vùng thấp là phía dưới nữa. Đây. Không không thấp nữa. Thấp. À, đây nè, đây nè, à, đó sát xuống dưới nữa, cái hơi vùng thấp là cái chỗ này nè, à, cái hơi dưới nữa, dưới cái chỗ khung chậu á, à, đúng rồi, Đây đó đó, luôn. cái khoảng Đây, đó. đây đây. Thường những cái đứa mà nó vô hạch toàn bộ khung đại tràng là các bạn sẽ không bao giờ gặp thấy hơi, ha, không bao giờ thấy cái hơi ở vùng chậu, tôi gọi là nó vắng hơi ở vùng thấp luôn, tức là nó rơi vào cái bệnh cảnh tắc ruột hoàn toàn.
nó phấn hơi vùng thấp luôn, được chưa? Và cái quai ruột của nó giãn rất là bự, à, quai ruột đại tràng của nó, à, cái quai ruột non của nó giãn rất là bự nha. Rồi tiếp đi bác. Rồi tiếp theo là em trình bày về cận, về cận lâm sàng này là tiêu chuẩn vàng, đó là sinh thiết trực tràng. Thì sinh thiết trực tràng là tiến hành lấy mẫu trên đường lượt 1, 2, 3 cm để cho nó xác định khi kết quả không có tế bào hạch, cộng với là việc cộng với là tăng sinh thân tế bào thần kinh. Thì sinh thiết trực tràng sẽ có nhiều loại, bao gồm là sinh thiết qua ngã hậu môn, sinh thiết trực tràng qua ngã bụng, là sinh thiết hút. Về chẩn đoán thì chẩn đoán ngắn gọn thì ở trên lâm sàng thì có thể là gặp dấu hiệu tháo cống, táo bón trường diễn, X quang đại trực tràng thì thấy có hình phễu đặc trưng. Sinh thiết trực tràng qua hậu môn thì có kết quả vắng mặt các tế bào hạch, phó giao cảm ở tam đốt thần kinh Auerbach hoặc là Meissner. Tiếp theo là đo nhu động ruột thì thấy không có hoặc là thiếu vắng nhu động ruột. Nó là đo áp lực hậu môn trực tràng, chứ đo nhu động ruột thì thường mình không có, mình không có đo được đâu. Đo nhu động ruột á, đo nhu động ruột là thường thường là trên thực nghiệm ở ở động vật thôi, chứ chứ đo nhu động ruột ở người không có làm được nha. Dạ. Vậy là đo áp lực hậu môn trực tràng. Rồi rồi, hiểu cái cơ chế đó không? Hiểu cái cơ chế đó không? Hiểu cơ chế mà đo áp lực hậu môn trực tràng đó không? Bách hiểu không? Dạ. Biết tại sao không? Em hiểu. Hiểu không? Tại em hiểu cũng sơ sơ, tại em cũng có coi cái video mà em coi vài cái à, nên em cũng chưa có hiểu kỹ lắm, thực sự là chưa hiểu kỹ lắm. Tại rồi, thời gian cũng ngắn quá. Cái chỗ mà đo áp lực hậu môn trực tràng là như vậy nè. Các bạn tưởng tượng cái bệnh lý Hirschsprung á, đó là một cái vô hạch từ dài tới phía trên đại tràng nó đi xuống phía dưới. Và các bạn thấy cái cơ thắt trong không? Cái cơ thắt trong của một cái người bình thường á, thì cái cơ thắt trong bản thân là các bạn tưởng tượng nó giống như là các bạn, nó là cái phần dày lên của đoạn cuối trực tràng á. Cơ thắt trong á là cái phần dày lên của đoạn cuối trực tràng, thì tưởng tượng giống như các bạn đang săn một cái tay áo, tay dài á, thì các bạn săn lên thì cái phần mà các bạn săn lên đó là cơ thắt trong, còn cái tay áo của các bạn là đoạn trực tràng. Tưởng tượng được không? Được không? Thì đối với cái bệnh nhi mà bệnh lý Hirschsprung á, là do không có tế bào thần kinh hạch của đoạn trực tràng, cho nên cơ thắt trong lúc nào nó cũng gì, nó cũng gọi là gì, tăng trương lực hết trơn, được chưa? Một người bình thường mà khi nó, một người bình thường mà khi mà muốn đi cầu á, thì cái bóng trực tràng nó sẽ đầy lên, ha, à, bóng trực tràng đầy lên nó sẽ tạo một cái phản xạ, nó gọi là phản xạ đi cầu á, bóng trực tràng nó đầy lên tạo phản xạ đi cầu, nó vô cái thần kinh tủy sống và truyền về vỏ não, nó sẽ làm cho gì? Nó sẽ làm cơ thắt trong, cơ thắt ngoài, toàn bộ cơ thắt nó sẽ giãn ra, hệ thống cơ thắt nó sẽ giãn ra và nhu động đại tràng từ trên nó sẽ đẩy xuống, nó sẽ đẩy phân xuống và nó tống cái phân ra ngoài, được chưa? Còn ở bệnh nhi mà bệnh lý Hirschsprung á, cái cơ thắt trong lúc nào nó cũng siết gì nè, nó cũng siết vậy nè, được chưa? Thường ở bệnh nhi Hirschsprung ta đo cái áp lực hậu môn á, nó sẽ gồm hai cái ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bình thường, tức là giai đoạn nghỉ, cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì, tăng áp lực khi mà bé nó rặn, bé nó rặn, tức là giai đoạn tăng áp lực để người ta coi gì. Ở giai đoạn mà nghỉ á, cái áp lực của cái bóng trực tràng nó như thế nào, và ở cái giai đoạn mà nó giai đoạn mà nó cố gắng gắng sức á để nó tống cái bóng ra, bác coi cái video bác thấy không, nó nghiệm pháp tống bóng á, tống cái bóng. Dạ em xin lỗi cho em có việc tầm năm phút á, cho em ra một xíu nha. Có nghiệm pháp tống cái bóng, thì ở những trường hợp đó nó tống cái bóng ra, nó không có cái phản xạ đó, được chưa? Thì gọi là đo áp lực hậu môn trực tràng. Và đo áp lực hậu môn trực tràng thường là chỉ áp dụng ở những trẻ mà nó đã lớn rồi, chứ trẻ sơ sinh không có làm nha. Khoảng từ 3 cho tới 5 tuổi, lớn ít nhất là lớn hơn 3 tuổi ha, và thường người ta sẽ chọn cái mốc là 3 tuổi hoặc là lớn hơn tí xíu nữa, được chưa? Chứ không có độ tuổi mà dưới 3 tuổi mà người ta đo áp lực hậu môn trực tràng để chẩn đoán bệnh lý Hirschsprung đâu nha. Mắt nó đi công việc rồi, ai
Vậy đâu ta. Rồi tiếp chưa á? À, dạ em tên Hậu Hậu hả? anh. Dạ. Đây Nguyễn Xuân Bách này, giờ tưởng là Nguyễn Xuân chứ. Rồi Hậu, tiếp đi Hậu. Dạ. À, cho em xin lỗi vì đã gián đoạn vừa Không rồi. sao đâu. À, về chẩn đoán phân biệt thì ở giai đoạn sơ sinh thì có chấn thương sọ não do sản khoa hoặc là do nhiễm trùng huyết, nhược giáp, cường phó giáp và thiếu năng thượng thận, cũng có thể biểu hiện bệnh cảnh tắc ruột. Thứ hai là phân biệt ở tắc ruột phân xu, teo ruột non hay là teo đại tràng. Và chú ý là ở các trường hợp teo ruột non thì trẻ có thể đi được phân xu một hoặc hai lần sau khi sinh. Rồi các bạn nhớ là trên lâm sàng thường nhất đó là đối với trẻ giai đoạn sơ sinh mà nó có biểu hiện là bón á, giai đoạn mà khoảng thì thường là người ta sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh lý, đặc biệt là những cái bệnh lý về tuyến giáp á, thường là nhược giáp ha. Thường là nhược giáp. Còn đối với cái bệnh lý ngoại khoa thường là tắc ruột phân xu hoặc là teo teo ruột non nha. Teo ruột non thì đối với những trường hợp teo ruột non, một số trường hợp nó vẫn có thể đi phân xu vẫn có thể đi phân xu trong vòng 24 tiếng được, nhưng mà sau đó nó sẽ rơi vào cái bệnh cảnh lại tắc ruột sơ sinh nha. Rồi tiếp. Dạ. Tiếp theo là cho nó phân biệt đối với trẻ lớn, đó là cho nó phân biệt với táo bón vô căng thì bệnh Hirschsprung thì có một lượng lớn phân nằm ở đại tràng giãn thì đoạn vô hạch ở dưới lại không có phân. Trong khi táo bón vô căng nặng thì có giãn trực tràng và phân nằm ở ống hậu môn. Khi khám hậu môn thì sẽ phát hiện có khối u phân nằm thấp trong vùng chậu. Ngược lại thì đối với bệnh Hirschsprung thì khám trực tràng rỗng. Ngoài ra thì bệnh Hirschsprung thường không có bị xoắn phân mà xoắn phân thì thường phát hiện ở biến chứng muộn của bệnh Hirschsprung nhiều hơn là ở ở giai đoạn đầu của bệnh. Tiếp theo là em đề cập về điều trị. Thì điều trị em chia làm hai loại, đó là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Trong điều trị nội khoa thì có điều trị hồi sức, điều trị đặc hiệu, điều trị thục tháo và điều trị hỗ trợ. Còn trong điều trị ngoại khoa thì có điều trị tạm thời và điều trị triệt để. Trong điều trị nội khoa thì đối với điều trị hồi sức thì đối với những trường hợp tắc ruột cấp tính ở trẻ sơ sinh và nhũng nhi. Trong điều trị đặc hiệu thì đối với những trường hợp bệnh nhi có biến chứng viêm ruột cấp tính thì chúng ta sẽ điều trị bằng kháng sinh, chúng ta có thể bù dịch điện giải hoặc là hồi sức chống choáng. Đối với điều trị thục tháo thì mục đích là để giảm áp và chống ứ động phân trong lòng đại tràng. Tháo có thể tạm thời đối với những bệnh nhi có thể bệnh cấp tính hoặc thục tháo kéo dài trong nhiều tháng đối với những bệnh nhi có đoạn vô hạch ngắn và trung bình để chờ đợi phẫu thuật triệt để khi điều kiện cho phép. Về điều trị hỗ trợ thì bao Rồi. gồm dưỡng. Các bạn cần biết cái này nè, nếu như thục tháo thì mình thục bằng cái gì? Nếu như các bạn thục tháo, các bạn thục bằng cái gì? Lỡ như mai mốt các bạn gặp bệnh nhi mà có thục tháo thì các bạn sẽ thục tháo bằng cái gì? Hỏi bạn khác đi ha. Trang IB36 thuộc thuộc bằng gì? Dạ alo, em nghĩ là cái ống thục mà người ta bán ngoài thị trường á anh, dành cho em bé anh, cái đó thục độ không anh? Thì đặt cái xong hormone môn đi đúng không, xong Dạ hormone, nhưng mà ý hỏi là cái em thục tháo thì em thục bằng dung dịch gì? dạ em thấy ở bệnh viện bác sĩ hay cho phục trang á anh. Thục bằng khẩu trang hả? À, dạ Ừ, được tao không anh? không, ai đâu mà đem thục bằng khẩu trang. Dạ vậy em không biết anh. À, KI đó không phải là thuốc để thục tháo đâu nha. KI đó là
KY là thuốc bôi trơn thôi. À, nó là thuốc bôi trơn thôi. Hậu thuật bằng gì không? Dạ em nghĩ là thuộc bằng cái ống có nó có Dung cái ống bự bự, cái ống dịch. tiêm bự bự, em Dung nghĩ là dịch vậy. á, dung dịch á, chứ không có hỏi mấy cái dụng cụ. Dụng cụ thì các bạn học thuật tháo trên kỹ năng thì các bạn sẽ biết thôi. Nhưng mà dung dịch người ta xài cái gì? Nếu các bạn không mổ thì cũng phải biết cái chuyện thuật tháo như thế nào, thuật bằng cái gì á. Dạ em không biết. Hảo, Quỳnh Hoàng Hảo đúng không? Dạ em nghe thầy. Ừ, thuộc bằng gì đó biết không? Mấy Em nghĩ bạn sử dụng cái rất tiêu phát được không thầy? cái gì, red tiêu pha hả? Cái... Dạ. Hả, red tiêu pha hả? Hay thuộc bằng gì? Dạ, em nghĩ gì mà không biết đúng không? Không 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 không, cái đó là thuốc, thuốc nhuận tràng, thường gọi là thuốc kích thích đi cầu thôi. Nếu các bạn muốn học mà mai mốt mà muốn đi về 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 nhi á, mà gặp đi về không có đi ngoại nhi mà các bạn đi nội nhi đi, thì các bạn học cái bài táo bón á, người ta sẽ chia cái nhóm táo điều trị, thuốc điều trị táo bón làm bốn nhóm ha. Hậu nếu như họ muốn 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 tìm hiểu sâu thêm tí xíu á, thì về coi cái thuốc điều trị táo bón người ta sẽ chia làm bốn nhóm. Và cái mà Phật Trăng của bạn Trang nãy mới nói á, là một nhóm thuốc trong bốn nhóm thuốc để điều trị cái táo bón đó. Và người ta không có đem đi thuộc tháo, không thuộc tháo một trang đâu, ở nít không có thuộc tháo một trang đâu nha, được chưa? Phật Trăng nó là cái nhóm gọi là cái BEG á, là polyethylene glycol á, nó là một nhóm nhóm điều trị nha. Và người ta thuộc tháo, người ta không có thuộc bằng cái đó, người ta thuộc bằng gì? Thuộc bằng natri chloruro á, 9/1000 á, thuộc bằng dung dịch đó đó. Nhưng mà đối với em bé thì người ta sẽ sử dụng ở bệnh viện, người ta sẽ tốt hơn, đó là natri chloruro và người ta ủ ấm nữa. À, còn mình thì đối với nếu như người nhà người ta không có điều kiện ủ ấm thì có thể sử dụng natri chloruro đơn thuần. Và cái liều mà người ta thuộc tháo một lần cho em bé, không phải các bạn cứ đứa nào các bạn cũng cho cả lít vô để mà thuộc nha, một lần mà nó sẽ có cái số lượng riêng. Nó là đối với những cái bé mà nó bị heartburn, mà nó vô cái đợt viêm ruột đó, là cái số lần trung bình đó, một ngày là thuộc khoảng từ 3 cho tới 4 lần. Được chưa? Số lần đó nha, về mặt số lượng là 10 ml trên ký. Tức là các bạn không biết nó như thế nào mà các bạn cứ giữ cái liều là khoảng 10 ml trên ký. Ví dụ một em bé này nó 8 kg đi, thì một lần thuộc ha, một lần thuộc đó là khoảng chừng 80 cho tới 100 ml natri chloruro, 9/1000. Tại vì sao? Nếu như các bạn thuộc cái lượng nhiều quá, cái lượng nhiều quá mà em bé nó vô cái đợt viêm ruột, cái niêm mạc của nó hấp thu nước rất là dữ, hậu quả là gì? Hậu quả là cái natri chloruro nó sẽ hấp thu ngược vào vòng tuần hoàn và nó sẽ làm rối loạn điện giải ha, và đặc biệt là tụt natri máu cho em bé. Tụt natri máu ha, đôi khi em bé nó vô nó mê luôn á, thuộc lượng nhiều quá là nó mê luôn đó ha, nó phù não á, được chưa? Chứ không phải mình muốn thuộc cái gì là mình thuộc, hoặc là số lượng bao nhiêu, không phải như vậy nha. Nó có số lượng cụ thể và số lần cụ thể cho một ngày, được chưa? Rồi. Dạ sẵn cho em hỏi là nếu mà trong nếu mà nó có nếu nó có nguy cơ hạ hạ natri máu thì mình có truyền bổ sung hay gì không anh? Không, thường Truyền chất bổ sung hay gì không? đối với những đứa đó, cái liều mà mình thuộc theo cái độ cái số lượng đó thì ít khi nào mà có hạ natri máu lắm. Nhưng mà có một số trường hợp mà người nhà người ta không được hướng dẫn á, người ta không được hướng dẫn, cứ biết là cứ bơm vô rất là một cái lượng rất là nhiều, thì đã có từng một trường hợp đó rồi, vô nó tụt natri máu và em bé nó vô mê rồi. Nhưng mà đối với mình đã hướng dẫn người nhà rồi, với cái số lượng số liều như vậy thì rất là hiếm khi nào nó tụt natri máu nha. Mình không có truyền, không có cần phải truyền bổ sung nha, chỉ bù rối loạn điện giải khi mà em bé nó vô cái đợt viêm ruột và các bạn xét xét nghiệm máu thấy thấy có rối loạn điện giải thì mình bù thôi, chứ không phải bù phòng ngừa nha. Rồi, Tiếp theo là điều trị hỗ trợ là bao gồm là nuôi dưỡng, chế độ ăn uống, chống táo bón, chống suy dinh dưỡng và chống bội nhiễm. Về điều trị ngoại khoa thì có điều trị tạm thời và điều trị triệt để. Thì trong phần điều trị tạm thời có điều trị dinh dưỡng là bao gồm là thục tháo khoảng 2 lần trên ngày với nước muối đảng trương, chế độ ăn giàu dinh dưỡng, nhuận tràng và tái khám mỗi tháng để đánh giá hiệu quả của điều trị dinh nó có ghi đây nè, nó có ghi đây nè mà nó không biết. Nó có ghi em quên em quên anh. nè.
Thứ hai là về hậu môn nhân tạo thì được về chỉ định đó là tắc ruột sơ sinh rõ, đoạn chuyển tiếp vượt quá đại tràng sigma. Về biến chứng đó là viêm ruột, nhiễm trùng huyết, thủng ruột hay là đại tràng giãn quá mức. Thường thì học chúng ta sẽ đặt hậu môn nhân tạo ở vị trí đại tràng ngang bên phải, đại tràng giãn to ngay trên đoạn chuyển tiếp. Rồi anh sửa tí xíu nha, ngược cái slide này đi. Nhớ các bạn nhớ nè, biến chứng nếu làm chỉ định hậu môn nhân tạo á, được chưa? Chỉ định số 1 rồi, anh không có bàn cãi. Nếu là tắc ruột sơ sinh hoặc là đoạn chuyển tiếp quá dài thì mình cũng nên làm môn nhân tạo để sau này mình bù thu cho nó dễ. Cái thứ hai là biến chứng viêm ruột nha. Nhưng mà nhớ nè, cái viêm ruột không, nếu như em bé nó rơi vào cái tình huống mà viêm ruột do bệnh lý Hirschsprung á, thì không phải trường hợp nào người ta cũng làm hormone nhân tạo. Chỉ làm hormone nhân tạo khi nào? Khi bệnh nhi viêm ruột ha, kèm theo là nhiễm trùng huyết, không có điều trị nội khoa ổn định được, hoặc là viêm ruột có biến chứng thủng ruột nha, thì khi đó người ta mới làm hormone nhân tạo thôi, được chưa? Còn những trường hợp viêm ruột người ta điều trị nội khoa được thì không có ai làm hormone nhân tạo nữa. Ai nhớ không Bách? Nhớ không Hậu? Rồi vậy nha. Dạ. Về phần điều trị triệt để, chỉ được chỉ định khi mà ngay sau khi có chẩn đoán xác định. Nguyên tắc đó là cắt toàn bộ đoạn ruột vô hạch, đoạn chuyển tiếp thưa thớt hạch và đoạn ruột giãn kém chức năng. Tiếp theo là ta sẽ tái lập lưu thông đường tiêu hóa, đó là đoạn đại tràng kéo xuống nối hậu môn phải lành lặn về mặt mô học, tư máu tốt và không có bị căng. Thứ ba là làm giảm áp lực và đảm bảo toàn cơ thắt trong. Cuối cùng là tránh tổn thương thần kinh nhiễu dục vùng chậu. Em sẽ trình bày các phương pháp phẫu thuật. Thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ biết đến là ba phương pháp kinh điển, đó là phương pháp Swenson, phương pháp Duhamel và phương pháp Shaw. Còn phương pháp thứ 4, thứ 5 là hai phương pháp mà em tìm hiểu thêm và em thấy được là có hai phương pháp mới, và em nghĩ là mình cũng cần giới thiệu về các phương pháp phẫu thuật ở đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói phương pháp cổ điển nhất là phương pháp Swenson. Thì phương pháp này được mô tả đó là cắt hết đoạn vô hạch tới cơ thấp trong, sau đó sẽ nối đại tràng và ống hậu môn ở vị trí cách rìa hậu môn khoảng 0,5 đến 2 cm. Ưu điểm đó là phương pháp này sẽ cho kết quả tốt sau mổ, nhưng mà nhược điểm thì phẫu thuật này rất là khó thực hiện và thời gian mổ khá là dài. Và đến khoảng năm một số nghiên cứu đến khoảng những thời thập niên 60 thì cái phương pháp Swenson này đã lộ ra rất là nhiều nhược điểm, và chính vì vậy nên là đã các cái nhà khoa học các nhà khoa học đã tìm ra các cái phương pháp biến thể khác từ cái phương pháp Swenson này. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp Duhamel. Phương pháp này mục đích đó là tránh phẫu tích rộng vùng chậu quanh trực tràng. Phương pháp này làm bằng cách đó là trừ lại bóng trực tràng vô hạch, sau đó là nối đại tràng lành với ống hậu môn ở thành sâu trên đường lược. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp Shaw. Rồi thì cái phương pháp Duhamel, cái nhược điểm của nó là gì? Dạ em chỉ tìm ra được cái mục đích với cách làm thôi anh. Chứ rồi cái nhược điểm thì em chưa rõ. Hậu chỉ cho anh cái chỗ mà cái bóng trực tràng mà chừa lại, cái đoạn trừ bóng trực tràng chờ lại. Dạ hình cuối cùng đúng rồi, cái bóng trực tràng còn lại các bạn thấy chỗ cái mũi tên đó. Phương pháp Duhamel nó nghĩa là sao? Nó là cái đoạn đại trực tràng mà nó vô hạch đó, người ta vẫn chừa lại, người ta không có cắt. Thay vì Swenson là các bạn thấy là người ta đi đường bụng á, là giống như các bạn đào đào khoai lang vậy, đào sâu xuống vùng chậu, cắt bỏ hoàn toàn cái đoạn vô hạch luôn. Đó là Swenson. Còn Duhamel là gì? Người ta chỉ cắt ngang cái chỗ vô hạch thôi, và cái đoạn trực tràng vô hạch vẫn chừa. Và người ta đem cái đoạn đại tràng phía trên này nè nối xuống phía dưới, đi phía sau cái đoạn trực tràng vô hạch. Được chưa? Và mở ngay chỗ phía dưới nè, được, khi đưa xuống phía dưới nó sẽ tạo cái cửa sổ. Hay người ta sẽ tạo cái cửa sổ để làm chi? Để người ta tạo cái đường thoát phân ra phía ngoài, nhưng mà bóng trực tràng này vẫn còn, bóng trực tràng vô hạch vẫn còn, thì nó sẽ có hiện tượng gì? Phân nó sẽ ứ động ở đây nè. Ứ động chỗ này nè, mai mốt cái chỗ ứ động nó sẽ bự to dần dần lên thì nó sẽ có hiện tượng gì? Đè vào cái đoạn đại tràng lành. Và em bé nó sẽ bị táo bón hoặc là tắc ruột sau này. Được chưa? Đó là nhược điểm của Duhamel đó. Rồi tiếp đi. Thì là phương pháp thứ ba đó là phương pháp Shaw.
là chừa lại một phần bóng trực tràng vô hạch, bóc toàn bộ niêm mạc, chỉ chừa lại ống thành cơ trực tràng. Ừ. Sau đó hạ đại tràng lành lòn qua ống thành cơ và nối với ống hậu môn trên vị trí đường lược. Ừ. Theo là phương pháp Ribbon and Stay thì phương pháp này thì áp dụng như trong phẫu thuật cắt thành trước miệng nối đại cắt thành trước miệng nối đại tràng lành và trực tràng cách trường hậu môn khoảng 5 cm. Dạ anh có thể giải cho em cái phương pháp này được không? Tại em cũng không có hiểu lắm cái phương pháp này. Phương pháp này hả? Dạ. Phương pháp này là nó giống như vậy nè. Thật ra cái đoạn ông cái ông cái phương pháp này không có mới, không có trước cái Duhamel với cái phương pháp khác đâu. Mà thật ra cái phương pháp này á, là nó nằm ở trong cái giai đoạn mà giai đoạn ta chia làm hai giai đoạn, một cái giai đoạn gọi là giai đoạn đen tối của bệnh lý Hirschsprung á. Hồi nãy em có trình bày đó, là cái giai đoạn đó người ta tưởng tượng là người ta chỉ nghĩ là cái đoạn gì, cái đoạn vô hạch đó, xin lỗi, cái đoạn giãn là cái đoạn chính là cái bệnh bệnh Luôn lý nó nằm ở đó đó. à đang dạng mình lấy À, là cái đoạn bệnh lý nó nằm ở đó đó, nhưng mà người ta chỉ cắt cái đoạn giãn thôi, còn cái đoạn mà đoạn nhỏ phía dưới người ta vẫn vẫn chừa, thì cái giai đoạn đó là cái điều trị nó không có được, được chưa? Phương pháp Rabin này nè, là nằm ở trong cái giai đoạn đó, là người ta chỉ cắt cái đoạn mà đoạn giãn thôi, còn cái đoạn trực tràng ở phía dưới người ta vẫn chừa, đoạn trực tràng ở phía dưới người ta vẫn chừa, và người ta đem cái đoạn đại tràng phía trên người ta nối, được chưa? Nó nằm trong cái giai đoạn đó, cho nên phương pháp Rabin stay này là người ta bỏ rồi, người ta không còn làm nữa, bây giờ người ta không còn làm nữa, được chưa? Phương pháp này ta không còn làm nữa, đoạn vô hạch vẫn chừa, chỉ cắt cái đoạn giãn và nối đoạn phía trên xuống cái đoạn đoạn hẹp phía dưới thôi, hiểu không? Rồi. Dạ. À, cuối cùng là phương pháp cuối cùng đó là phẫu thuật hạ đại tràng xuyên hậu môn trong trực tràng. À, được à, cái phương pháp này được mô tả đó là đoạn vô hạch được kéo qua đường hậu môn và cắt bỏ không cần phải mở bụng. Và ưu điểm của phương pháp này là giúp tính thẩm mỹ cao, ít đau, ít xảy ra biến chứng liệt ruột và giảm thời gian nằm viện. Trực tràng được bóc tách qua vết mổ vùng hậu môn thì giúp bệnh nhân giúp giảm sang thương ở vùng tiểu khung của bệnh nhân. Rồi nè, dòm dòm kỹ nè, hậu coi cái hình này nè. Thật ra cái phương pháp này á là dựa trên những cái phương pháp trước thôi, được chưa? Và các bạn thấy cái đoạn cái hình D, các bạn để ý cái hình D không, cái hình D các bạn thấy cái đoạn phía dưới người ta kéo ra không, cái đoạn phía dưới cùng á, cái đoạn phía dưới là cái ống niêm mạc á, ống niêm mạc này nè, người ta kéo ra một cái đoạn khoảng 3 cm, là người ta dựa trên cái nguyên tắc của phẫu thuật xoa, được chưa? Kéo cái ống thành cơ ra 3 cm là dựa theo phương pháp xoa, còn cái đoạn phía trên á, cái đoạn phía trên của cái đoạn đó à, là người ta đi theo cái phương pháp Swanson, tức là người ta ôm hết hết cái thành của đại tràng, được chưa? Nếu 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 như cái phương pháp này ta gọi là phương pháp tép, tuy nhiên các bạn có thể tưởng tượng nó là Swanson xoa hay là xoa Swanson, tức là cái đoạn dưới người ta làm xoa, cái đoạn trên người ta làm theo kiểu Swanson, hiểu không? À, nó là dựa trên nguyên tắc của hai phương pháp trước chứ không có gì trớ, được chưa? Rồi. Về hậu phẫu đó là bé có thể về đa đa số bé có thể bú ngay sau mổ và xuất viện trong vòng 24 đến 48 giờ. Miệng nối có thể được nong 1-2 tuần sau mổ bằng dụng cụ hoặc là 4 đến 6 tuần nếu dùng bằng tay. Không nghe, khoan nghe, cái này nè, nông hậu môn là thường sau 2 tuần hết nha, và bây giờ không còn nông bằng tay nữa đâu, không có cho nông bằng tay đâu, tất cả là phải nông dụng cụ hết, sửa chỗ này nha, nông là sau 2 tuần, được chưa? Và tất cả là phải xài và dụng cụ nông, que hay ga nha, chứ không còn không nông bằng tay nữa nha. Rồi. Về em sẽ trình bày về biến chứng thì các cái biến chứng thì thường gặp thì thường là dùng cái phương pháp phẫu thuật Swanson là chính. Thì biến chứng đầu tiên đó là biến chứng giò miệng nối. Thì biến chứng này được mô tả đó là tạo áp xe ở hố ngồi trực tràng hoặc áp xe quanh trực tràng, thường chỉ cần rạch tháo mủ theo đường trực tràng. Tuy nhiên thì hậu quả giò miệng nối sẽ đưa đến xơ hẹp miệng nối về sau. Thứ hai đó là về rối loạn tiết niệu về và sinh dục. Thì biến chứng này gặp chủ yếu gặp trong phẫu thuật Swanson do bóc tách thái quá làm tổn thương bàng quang và sinh dục và đường và cơ quan sinh dục. Theo là biến chứng muộn thì biến chứng đầu tiên đó là biến chứng xót đoạn vô hạch thì gặp khoảng 9 đến 14% trường hợp. Có thể gặp ở đoạn đại tràng bên trên do không đánh giá được trong khi mổ hoặc là xảy ra ở phần dưới
do chừa lại máu trực tràng quá dài. Xót động vô hạch sẽ biểu hiện trên lâm sàng bằng hội chứng táo bón kéo dài sau mổ. Biến chứng thứ hai là biến chứng hẹp miệng nối, thì thường do hậu quả của việc bục hay giòn miệng nối, do hoặc là sau mổ không được nông hậu môn đều đặn, thì tùy mức độ sẽ có thái độ xử trí nông hậu môn hay là cắt vòng sơ hẹp hoặc phẫu thuật làm lại miệng nối. Biến chứng thứ ba là biến chứng xoắn phân, thì biến chứng này cũng thường xảy ra sau mổ nhưng mà sẽ cải thiện dần từ 6 tháng đến 3 năm. Nguyên nhân có thể do sự giãn rộng quá mức của hậu môn hoặc do căng đầy đại tràng, do phân lỏng, do kích thích và thương tổn thần kinh vùng chậu. Rồi, là em đã trình bày xong về phần kiến thức của bệnh sơ qua về phần kiến thức của bệnh Hirschsprung. Em tiếp theo là em sẽ trình bày về cái khay lâm sàng hôm nay. Thì cái khay lâm sàng này cũng là một khay lâm sàng rất là cũ rồi, rất là lâu rồi, từ ngày 4 tháng 3 là đến giờ là đã tròn một tháng rồi. Cái này anh mổ chưa xuất viện nữa hả? Dạ là bé, dạ bé này chưa xuất viện, tại do bé này đang nằm phòng hồi sức đó anh. Còn nặng lắm anh. Ủa đó. Tất cả đều bình thường hết rồi mà ta, sao kìa, tới giờ chưa xuất viện.